Xin chào tất cả mọi người, và mọi người cũng có thể thấy là mình lại đang có mặt tại phòng kỹ thuật laser đúng không ạ? Và trong kính máy quay là một chị khách hàng hôm nay qua đi cây để thực hiện là xóa sửa cặp lông mày. Và tình trạng lông mày của chị thì có hơi đặc biệt một chút, bởi vì hiện tại thì ống kính có thể zoom cận một chút và giúp mình luôn nhé. Hiện tại thì lông mày của chị là gần như là không có, chị chỉ có lưa thưa một vài sợi thôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng giao lưu với chị một chút nhé. Dạ, em chào chị ạ. Chị ơi, chị có thể giới thiệu tên của mình cũng như là gửi một lời chào đến các bạn đang theo dõi livestream hôm nay được không ạ? Chào mọi người ạ, mình tên là Trang. Dạ vâng. Hôm nay thì mình đến DK để mình thực hiện dịch vụ xóa lông mày cũ để làm mới. Dạ vâng ạ. Thì chị Trang có thể giúp em chia sẻ một chút là không biết cái cơ duyên nào mà mình lại biết đến Nhi Cây để mình gửi gắm cặp lông mày được không ạ? Thì cũng mình cũng qua tham khảo của một số bạn. Dạ vâng ạ. Các bạn của mình cũng đã làm ở đây. Và cái tình trạng lông mày của mình thì làm được 3 năm rồi nhưng mà nó mờ quá. Và mình cũng thấy là cái cần thiết để sửa lại cái lông mày để cho nhìn sẽ có thẩm mỹ hơn. Và qua bạn bè giới thiệu mình đã biết được DK. Thì mình lựa chọn DK đến để sử dụng dịch vụ. Dạ vâng ạ, cảm ơn chị. Và như em thấy thì là lông mày cũ của mình đang làm là công nghệ thêu đúng không chị? Và cái dáng mày hiện tại thì lông mày của chị là không có lông, là trước đấy là mình có từng đi xóa sửa ở đâu không ạ? Hay là do là cơ địa của mình trước đấy cũng là hơi ít lông rồi? Đây là do, thực sự trước đây thì lông mày của mình rất dày. Dạ vâng. Thế nhưng do mình bị ốm và phải sử dụng cái kháng sinh liều cao. Dạ vâng. Một thời gian dài. Dạ vâng. Nên là lông mày của mình nó mới thưa. Là nó ức chế cái năng lông của mình đúng không chị? Và cái khi mà chị đã qua bên em thì cũng rất là nhiều khách hàng gặp phải tình trạng như mình, đấy là không có lông mày nhiều. Đấy, và sau khi thực hiện laser xong thì cái phần lỗ chân lông của mình nó được thoáng hơn, và từ đấy thì sẽ kích thích mọc giúp mình cái lông tự nhiên chị nhá. Vâng ạ. Thì không biết là lần này qua đi cây thì chị mong muốn như thế nào với cặp mày sắp tới của mình ạ? Chị cũng mong muốn là có cái cặp mày mới rõ nét để chị tự tin hơn. Dạ vâng thì, ạ. Đi ra ngoài giao tiếp. Dạ vâng, có mình tự tin về cái diện mạo tự nhiên nhất của mình đúng không chị? Vâng. Và không biết là bây giờ mình chuẩn bị vào thực hiện laser thì chị Trang có nỗi lo nào không chị nhỉ? Thì chị cũng rất sợ là bị đau khi dạ vâng làm laser. Dạ vâng. Thế nhưng mà qua bạn giới thiệu thì chị bạn chị bảo là làm ở DK thì không bị đau. Dạ vâng. Và nó là cái công nghệ xóa laser tiên tiến nhất. Dạ vâng. Thế cho nên là chị lựa chọn đến DK để thực hiện. Dạ vâng ạ, như vậy là chị đã hoàn toàn đặt lòng tin vào đi cây rồi đúng không ạ? Dạ vâng, thì bây giờ em sẽ không làm mất thời gian của mình nữa và em mời chuyên gia bắt đầu thực hiện cho chị luôn chị nhé. Cảm ơn em. Dạ vâng ạ. Và như các bạn cũng đã nghe chị Trang chia sẻ đúng không ạ? Chị Trang là một người mà trước khi qua đi cây thì đã tìm hiểu rất là kỹ, và cũng như là chị đã nghe những chia sẻ từ bạn bè, và chị đã cũng biết được cái thông tin đấy là tại đi cây đang sở hữu công nghệ siêu laser Picomark 2022. Đây là công nghệ laser tiên tiến hiện đại nhất trên thế giới hiện nay. Và với tác động đấy là trực tiếp khi mà tia laser đi là phá vỡ cấu trúc của hạt mực và giúp là đào thải qua bên ngoài chứ không hề làm tổn thương vùng lông mày. Và đối với những tình trạng như chị Trang là không hề có lông mày, chỉ gọi là lưa thưa vài sợi thôi, thì sau khi mà chúng ta thực hiện laser xong thì có thể là sẽ giúp kích thích để mọc lăng lông nhé. Và chị Trang bây giờ thì chị có thể mình mở mắt ra để mình xem giúp em cái kết quả mà khi mà mình đã xử lý được một phần lông mày thì chị cảm thấy như thế nào với kết quả này ạ? Nói chung là chị thấy là nó mờ nhanh. Dạ vâng ạ, rõ rệt luôn đúng không chị? Rõ rệt. Dạ vâng ạ. Và chị trong cái lúc laser chị có cảm thấy đau rát hay khó chịu không? Nó chỉ gọi là một chút như kiến cắn thôi chứ không có một chút thôi chứ còn dạ vâng không ạ. Không bị đau. Dạ vâng ạ. Như vậy là cái lòng tin của mình đặt vào đi cây hoàn toàn chính xác rồi đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Làm tiếp nhé. Và bây giờ thì chuyên gia B sẽ thực hiện nốt bên còn lại cho chị nhé. Và mọi người cũng thấy đúng không ạ, cái quá trình mà thực hiện laser tại đi cây thì diễn ra rất là nhanh thôi. Khi mà chuyên gia vừa rồi thực hiện thì chỉ độ hơn 30 giây là đã xong một bên lông mày rồi. Và bây giờ thì chuyên gia đang thực hiện phần mày còn lại nốt. Và chúng ta cũng có thể thấy cận cảnh là rất nhiều khách hàng mà khi mà sợ đau hay là lo lắng về những cái vấn đề liên quan đến thẩm mỹ thì qua đi cây thì những cái nỗi sợ đấy của khách hàng đều được đi cây là xóa bỏ hết. Và nếu như mà bất kể bạn nào mà có những cái vấn đề về mày môi mí lỗi hỏng thì có thể hãy xem những cái live stream trực tiếp này của khách hàng, bởi vì đây là những cái cảm nhận thực tế nhất của khách hàng khi qua đi cây nhá. Và cái live stream này thì mọi người cũng đã xem được cái kết quả của chị Trang sau khi trước và sau khi chị
đã thực hiện laser cũng như là những cái chia sẻ rất là thực tế của chị rồi. Vậy nên là nếu như mà mình sẽ xin kết thúc tại đây và cảm ơn mọi người đã theo dõi chúng mình. Vậy nên là nếu mà khách hàng nào đang có vấn đề hay là cần được tư vấn kỹ hơn thì hãy inbox lên cho fanpage của DKI Brow and Beauty nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ. Em cảm ơn chị Trang nhé.